Từ giữa tháng 4, con giáp này trước nghịch sau thuận, có đường tài vận đỏ thắm, càng về cuối tháng càng tốt đẹp. Giai đoạn tới đây, con giáp này sẽ đón nhiều điều tốt đẹp, có nhiều khả năng tăng trưởng về tài chính, tiền bạc, tu y mau. Trong thời gian này đối với người tuổi Mão có thể gặp những khó khăn nhất định, nhưng trước nghịch sau thuận, càng về cuối tháng thì mọi chuyện càng có xu hướng tốt đẹp hơn. Đối với con giáp này, những cơ hội bày ra trước mắt, nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức chỉ khi có sự nỗ lực phát huy được thế mạnh của bản thân họ sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra câu thể nói vận mệnh xoay chuyển được hay không là do chính tay họ tự quyết định với những người bản lĩnh ý chí và luôn phấn đấu mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng cộng thêm sự tương trợ từ thái dương cát tinh trong thời gian sắp tới người tuổi mão sẽ nhanh chóng cải thiện được mọi mặt vượt qua khó khăn để mở đường cho sự nghiệp phát triển khi có cơ hội thay vì chùn bước ngại ngần họ nên dành thời gian này để học hỏi nhiều điều sau đó dần cải thiện chất lượng công việc của mình trên phương diện tài lộc con giáp này không nên vội vàng thời kỳ chuyển vận sẽ đến nhưng không đến trong trước mắt mà cần từ từ theo thời gian cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh còn những thứ từ từ nắm chặt trong tay mới là bền chắc nhất bản mệnh nên tận dụng tốt nguồn thu nhập từ công việc chính phát triển và gia tăng thêm đừng tham lam ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng Đồng thời lưu ý cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền của kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc. Tu Y Đan Kể từ giữa tháng 4 dương lịch, người tuổi dần sẽ nhận được sự ủng hộ từ cả cục diện tam hội và nguyệt lệnh lâm trường sinh. Đây là những dấu hiệu tích cực giúp cho bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc. Họ sẽ có được những bước tiến đều đặn, càng làm càng đạt thành tích cao, hứa hẹn những kết quả khiến người khác phải trầm trồ thán phục. Voi những người có sự quyết tâm, luôn thể hiện rõ ràng ý chí trong mỗi hành động, đó chính là chìa khóa để chạm tay tới thành công. Khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này của bản mệnh là rất lớn. Nếu không, họ cũng có những biến chuyển tích cực, chẳng hạn như được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tha hồ phát huy thế mạnh. Bên cạnh cũng sẽ luôn có những người đồng cấp, quý nhân tương trợ kịp thời. Côn giáp này cũng là người có bản lĩnh, ứng biến linh hoạt, sẵn sàng làm mới bản thân trong các vấn đề cần có sự thích ứng với từng hoàn cảnh. Do đó, họ có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cấp trên. Đặc biệt, sự chủ động sẽ giúp bản mệnh dễ đạt được thành công hơn là chờ đợi cơ hội đến. Năng thành tựu trong sự nghiệp giúp người tuổi dần có được tài lộc bình ổn, thậm chí có phần tăng tiến hơn nhờ được khen thưởng. Những người tham gia làm ăn kinh doanh có dấu hiệu vượng phát, mở rộng và phát triển tốt đẹp. Tuổi tai, thời gian tới là giai đoạn mà người tuổi tỵ nên tập trung phát triển sự nghiệp. Từ giữa tháng 4 dương lịch, họ bắt đầu đón những tín hiệu tốt đẹp chẳng hạn như nguyên lệnh lâm quan và tỷ kiên. Đây đều là những dấu hiệu báo trước về một giai đoạn quan trọng cho chặng đường phát triển trước mắt của bạn. Nếu làm tốt, bạn có thể xây dựng được nền tảng vững mạnh trong tương lai. Đây là thời cơ giúp bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, động lực phát triển của họ cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng cần lưu ý, cơ hội đều là do bạn tự tạo ra. Nhân duyên tốt cũng đến từ chính các mối quan hệ, cách đối nhân xử thế của bạn mỗi ngày người nào chăm chỉ tích lũy nỗ lực làm việc thì sẽ nhận được nhiều cơ hội và sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối giúp họ bám sát mục tiêu có thể nhanh chóng tiến bộ hơn nữa khi có cơ hội để thể hiện năng lực bản thân con giáp này cần thêm sự linh hoạt và sông sáo trong công việc họ sẽ phải luôn nỗ lực không ngừng kiên nhẫn học hỏi mở rộng kiến thức tích lũy kinh nghiệm có như vậy thành công mới nhanh đến kéo theo đó là khả năng tăng trưởng về mặt tài chính cũng rất khả quan song chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực và chăm chỉ của bản mệnh chớ nên há miệng chờ sung bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Đầu tư cũng có khoản ra khoản vào, có dư để tiết kiệm và xoay vòng kinh doanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có nguy cơ mất tiền như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm, tiêu xài hoang phí quá đà của mình. Nguồn Sohu